Vừa rồi thì quý vị vừa mới được nghe một đoạn chất âm của cái con Panasonic BM57MD thông qua cái chức năng CD của nó. Vâng. Thì cái CD này em test thêm là chính nhé. Còn đâu là em bán chủ yếu là bán phần công suất nhé. Còn cái CD này em test thêm thôi. Để cái này về quý vị khi nào cứ dùng thôi. Khi nào nó hỏng thì quý vị mang thay mắt cho em nhé. Vâng. Đấy. Con này hàng về sẽ có đầy đủ các chức năng cắm điện thoại này. Đấy. BMD là cổng đằng trước này để cũng là một cái đường vào thôi. Vâng. Tiếp theo ở đây là có USB là một cái cổng cắm cho USB sau cạc của máy tính nhá. Và cổng optical. Đấy, optical thì quý vị thấy là ở đây sẽ có cổng quang. Đấy, nhưng nó đang chi chữ unlock ở đây có nghĩa là nó đang không có đường vào nhá. Nhưng con này thì nó có cả đường quang luôn. Đấy. Hàng về thì còn rất là đẹp. Đây quý vị xem, hàng về còn rất là đẹp nhá. Đấy, góc cạnh loa, góc cạnh đầy đủ hết. Đấy, chưa có bị sứt mẻ gì. Nó BM57 đi của dàn luôn quý vị. Đấy, combo full dàn theo dàn luôn. Đấy, công suất tổng công suất của loa là 40W của loa. Đấy. Với loa 2 là 10W và nào là 30W. Đấy. Tại sao lại chia thành hai cái công suất 10W mà 30W như này thì đây là vì đây là loa hai cầu tiếng nhá. Đây quý vị nhìn hai dây riêng biệt này. Đấy. Nó chia thành hai loa riêng biệt luôn, tép riêng, bát riêng, tiếng nó ra rất là hay như quý vị vừa nghe. Rất là tách bạch và chi tiết. Đấy. Đây, còn đây là cục của nó. Đây, quý vị có thể xem. Hàng về còn rất là đẹp. Đấy. Quý vị thấy chưa? Này. Đấy. Đây cổng USB đây. Còn cái cổng optical. Đây này. Optical dưới đây quý vị nhá. Đấy. Cổng optical để chúng cắm quang vào đây thì chúng ta phát nhạc từ trên TV smart qua cổng quang xuống được nhé. Đấy, rất là tuyệt vời. Vâng. Thì bộ Panasonic BM57MD này bên em bán với giá là đi 990.000. Đấy, quý vị nào ai có nhu cầu mua liên hệ ngay nhé. Số điện thoại bên em là 0966 594 581. Vâng, và bây giờ em sẽ test thêm một chút nữa cho quý vị chất âm của nó thông qua cái chức năng cắm điện thoại nhé. Vâng. Đây. Em sẽ chúng ta sẽ chuyển ở đây. Đây. Ấn nút ở bên ngoài cùng này. Nó có cái chữ là UX USB này, EXTI này. Đấy, chúng ta sẽ ấn và chuyển sang AUX đấy. Đấy. Những cái con này thì là nghe ở trong phòng khoảng tầm 2m2 nhá. Với kích thước của dàn này của dàn là như sau. Chiều ngang của dàn là 47 cm, chiều sâu của dàn là 32 cm và có chiều cao là 24 cm nhé. Vâng, đấy. Cái hàng về đây căng đầy đủ hết nhé. Loa bát là 10, bát 10 nhé. Màng plastic gân cao su nhá. Đấy, chép cũng là chép plastic. Đấy, rất đẹp. Đẹp, rất đẹp nhá. Có một cái đèn nó nháy theo cái nhạc rất là đẹp này, thấy không ạ? Đấy, rất đẹp nhá, đèn nháy từ CD lên. Rất đẹp mắt. Vâng. Ok, đây là một bộ dàn khá là lý tưởng cho những cái quý vị nào đang sử dụng máy tính laptop để chúng ta là phát nhạc thông thay nó vi tính nhá, vì cái này nó có cổng USB sau cạc. Thì với những cái máy tính của quý vị là thông thường khi chúng ta cắm cổng tai nghe như bình thường thế này nó sẽ không hỗ trợ đâu, nó sẽ không hỗ trợ sao cạc đâu. Đấy, mà chất âm qua đấy thì nó sẽ không hay bằng cái việc là cắm cổng USB như em đang chỉ ở đây. Đấy. Quý vị về chỉ việc lấy một cái dây máy in cắm vào đằng sau
còn một đầu còn lại đầu USB chúng ta cắm vào cổng USB của máy tính. Thì là lúc này máy tính nó sẽ tự nhận thiết bị này, nó tự nhận thiết bị và nó phát nhạc qua cái cổng sau cạc này, thì tiếng nó sẽ cải thiện rất là nhiều này. Có thể nói rằng là nó gấp đôi cái chất lượng âm thanh so với cả cổng tai nghe, nó cũng không sai. Đấy. Đặc biệt là nếu như quý vị có thêm những cái phần mềm chỉnh equalizer, những cái phần mềm nâng tiếng cho trình duyệt phát nhạc ở trên máy tính quý vị nó sẽ càng hay nữa nhé. Vâng, em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong những cái video tiếp bên này. Vâng, và con này, con BM57 MD này em xin đọc lại giá nhé, 990.000 đồng. Những con này bình thường ra giá sẽ là 1.290.000 đồng nhé, nhưng mà đợt này bên em sẽ đang áp dụng một vài cái giảm giá. Đấy, thì là nó giá nó còn 990.000 nhé quý vị, ai đang có ý định mua những cái bộ dàn mini để nghe trong phòng ngủ, nghe chay cho nó vi tính thì không nên bỏ qua được bộ dàn như này, rất là hay. Đấy, vâng, em xin cảm ơn quý vị và xin gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo của bên em.